xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Nãy mới thử điện rồi mà. Sửa rồi là không hư chứ cần bảo hành nữa. Còn lúc mà đưa máy mà ngồi suy nghĩ biết bệnh gì đó, đó mới khó. Đi nhà coi nhà. Cứ không anh tìm. Nào qua lại tự nhiên mà cứ. Thời không liên lạc được. Liên lạc được. Không lên nguồn hả? Liên lạc được vậy là hư pin. Nó làm con này mà ok là nó không có bị tắt nguồn. Còn nếu bị tắt nguồn nữa là thay pin khác. Không sửa được nữa. Pin thì mắc lắm. Ủa nãy mở lên mà không có ấy mà. À đây anh kim cho anh sạc thử coi. Nhiều khi nó hết pin nó không lên nổi sao. Cái vàng nó đang giúp tính. Chế pin nè, đẹp không? Nó pin nãy thử lâu quá nó pin. Thằng nữa.